Xin chào quý vị khán giả của X Channel. Ngày hôm nay hãy cùng với chúng tôi đến với một đại diện của bộ sưu tập Standard Date, một trong những bộ sưu tập đầu tiên của dòng sản phẩm cao cấp Orient Star. Đó là chiếc Orient Star SDV02001W0, một chiếc đồng hồ sang trọng và đẳng cấp. Về tổng thể thì chiếc đồng hồ sở hữu một thiết kế sang trọng và khỏe khoắn đến từ Orient, với size mặt khoảng 40mm, độ dày là 11,61mm, khá lớn so với những chiếc Orient Star khác. Có thể thấy rõ hơn điều này qua những chi tiết trên phần mặt số. Đầu tiên là các cọc số được làm to góc cạnh, tạo cảm giác cứng rắn cho mặt số. Tiếp đến là sự sang trọng đến từ thiết kế Tick Concept dạng ván gỗ màu trắng sữa của phần mặt nền, một thiết kế quen thuộc của những chiếc Omega Seamaster Aquaterra chứ danh. Và cũng cần nhắc đến bộ kim Dolphin to bản và vuốt nhọn. Về lớp vỏ bên ngoài thì phần mặt trên của vỏ cũng như dây được trải xước, phần cạnh vỏ cùng benzen thì lại được đánh bóng sang trọng. Mặt kính đương nhiên là kính sapphire cao cấp, được trang bị thêm một lớp chống lóa. Phần nắp đáy được lắp kính cứng giúp cho người dùng chiêm ngưỡng cỗ máy tinh xảo bên trong khi hoạt động. Phần dây được mạ demi tạo sự sang trọng và đồng bộ với màu sắc của mặt số. Về máy móc thì chiếc Orient Star này sử dụng máy 40751 in-house với 22 chân kính do hãng tự phát triển và sản xuất. Size số vẫn là ở mức cơ bản cộng 25 cho đến trừ 15 giây trên một ngày. Cũng như những chiếc Orient Star khác thì chiếc Orient này cũng được hỗ trợ lên gót bàn tay. Ngoài ra còn có chức năng Hacking Stop cho phép dừng kim dây khi chỉnh giờ. Và đó là tất cả những trải nghiệm đầu tiên của cá nhân tôi về chiếc Orient Star này. Có thể nói với mức giá khoảng 15 triệu lại có thiết kế sang trọng theo kiểu Omega Aquaterra thì đây sẽ là một sự lựa chọn rất tốt cho các bác ưa thích phong cách lịch lãm và quý phái. Hãy để lại comment ở phía dưới để chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên nhấn nút subscribe để theo dõi những video đồng hồ chất lượng đến từ X Channel. Xin chào! Trận đấu cho những chiếc đồng hồ dựa trên tiêu chí của Watt Ham, tạp chí hàng đầu trên thế giới về đồng hồ.